mẹ đã sang con chưa ạ à. xin chào các bạn chào mừng các bạn quay trở lại với bài học tiếng Nhật cùng Thảo lê và bài học ngày hôm nay của chúng ta chủ đề sẽ là về từ vựng à, những động từ mà có nhiều nghĩa khác nhau và như các bạn nhìn thấy thì đây chính là chữ tố đúng không ạ? À, mình sẽ nói một chút về cái cấu tạo của từ cần gì trước Đầu tiên thì cái phần bên này thì các bạn có bộ cân Bộ cân để chỉ cho cái hình ảnh là cái dìu đúng không ạ? Để chặt cây á Thì cái bộ cân này được xuất hiện với rất nhiều từ đúng không? Ví dụ ở đây Nhìn ở đây thì các bạn thấy là cái hình ảnh mô tả cho cái sợi dây thừng Dùng uh, dìu, dùng búa, dùng dao để chặt cái sợi dây thừng Thì đó chính là sự đoạn cho ý là đoạn tuyệt Tuy nhiên ở phần bên này của chúng ta ấy Thêm một cái dấu ngang ở bên này Thì lúc này chúng ta được uh, bộ xích bộ xích cho cái hình ảnh một người đang chặt một cái cây đúng không ạ? Thì từ cái bộ xích này cộng với bộ ngôn thì chúng ta được bộ tố Tố với cái nghĩa là tố cáo Và nếu mà để liên tưởng đến hình ảnh thì các bạn có thể tự nghĩ ra những cái câu chuyện Ví dụ như là tố cáo cái người chặt cây này hoặc là những cái ngôn ngữ, những cái từ, lời nói khi mà dùng để tố cáo, để kiện tụng ấy Nó là những cái ngôn ngữ đanh thép, đúng không ạ? Giống như là người ta đi chặt một cái cây để cho nó gãy đi ấy Vậy thì đây là cái mặt hình ảnh của từ vựng này nhá và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nói về các cách sử dụng cũng như là ý nghĩa của nó được sử dụng trong những trường hợp như thế nào Đầu tiên tố thì phải nói ngay cái nghĩa là gì? Tố cáo, đúng không ạ? Kiện đấy Ví dụ như là nếu như mà bị công ty sa thải mà không có lý do gì cả, đột nhiên là bị sa thải thì có nên kiện công ty không? Cái có sa đấy ta là Cái cháu tay được bê tay được, đấy với nghĩa là kiện này, tố cáo này đúng không ạ? ướt tay được Trường hợp thứ hai, cái lúc này thì chúng ta sẽ không dịch là kiện hay là tố cáo nữa Các bạn thấy là nó sẽ đi với những cái từ thứ nhất là để chỉ những cái triệu chứng Chẳng hạn như là đau bụng, đau đầu, đúng không ạ? À, thứ hai là chỉ những cái cảm giác, ví dụ như là phương, lo lắng, bất an Hoặc là chỉ những cái gọi là mang tính chất tiêu cực, ví dụ như là phương bất mãn Vậy thì lúc này nhá, nó đi với những cái từ để thể hiện cái trạng thái Ví dụ như là đau bụng này, khó chịu này Rồi nói chung là nó là mang cái tính chất là tiêu cực đúng không ạ? Và chúng ta đi về ức tay để thể hiện là mình kêu lên những cái khó chịu ở trong người mình Ví dụ như thế này, ông cụ bị đãng trí đúng không ạ? Già rồi Đến cái tầm tuổi này thì chúng ta hay đùa là gì ạ? Ăn rồi mà lại kêu là chưa ăn đúng không ạ? Ăn xong rồi nhưng lại vẫn cứ kêu là mình đang đói bụng Số cứ gì ạ? Ôi <laughs> tá tôi để mò cứ cứ đấy, cứ cứ căng là cái cảm giác đói bụng là vẫn cứ kêu là mình đang đói bụng hoặc là mình nói lên những cái bất mãn ở trong lòng mình mình đang rất là tức giận cứ mau đấy Vậy thì với cái trường hợp thứ hai này Nó sẽ dùng để thể hiện cái nghĩa là Người ta kêu lên, người ta nói lên những cái khó chịu Những cái bất mãn, những cái tức giận Mang tính chất tiêu cực ở trong lòng Trường hợp thứ ba Với cái trường hợp này thì mình thấy là Nó lại ít được đề cập trong giáo trình Ví dụ như là trong sinh can thì cũng có nói Về cái động từ tay được với nhiều nghĩa Thế nhưng mà trường hợp thứ ba này người ta lại không đụng đến tay được ở trường hợp thứ ba này Thì chúng ta sẽ dịch là tác động Đúng không ạ? Ví dụ ở câu đầu tiên 音楽はなぜ感情に訴えるのか? <laughs> tại sao âm nhạc lại có tác động đến cảm xúc của chúng ta đúng không ạ chúng ta sẽ dịch là tác động hay là ảnh hưởng tức là nó có cái sự tác động đến đúng không ạ tác động đến cảm xúc hoặc là đây là một cái trích đoạn phần trích đoạn này thì nằm trong một cái bài đọc hiểu của n 1 cơ nhưng mà vẫn dùng với ướt tay được thế nên là mình lấy ví dụ ở đây phần trước thì có một cái nội dung người ta nói về à, những cái gọi là đặc tính của tiểu thuyết rồi đặc tính của âm nhạc rồi của hội họa đúng không ạ thì cái phần này người ta nói đến tiểu thuyết này cái chủ ngữ ở trong cái câu này là show tiểu thuyết còn cái vị ngữ ở đây chúng ta có chúng ta có thể nói rằng tiểu thuyết nó là cái như thế nào đó đúng không ạ thì cái phần đằng trước là phần bổ nghĩa này cư nhị mua chỉ để ca tỏ tiểu thuyết là một cái được viết bằng chữ thì cái tính âm nhạc của nó rất là ít đúng không ạ rất nghèo về cái tính âm nhạc ôm các xe và nó cũng không có cái cái gì ạ mono bà này nó không có cái để tác động đến cái cảm giác của con người đấy thì trong cái trường hợp này tay được để thể hiện cái ý là tác động thường thì nó sẽ đi với những từ như là kanjo, cảm xúc hoặc là căng ca cự cảm giác tác động một cái gì đó tác động đến cảm xúc ảnh hưởng đến cảm xúc hoặc là tác động đến cảm giác của con người đúng không ạ trường hợp tiếp theo lúc này á, thì thường ở tay được sẽ đi với những cái từ như là COC là, là cái tính cần thiết này hoặc là thay sẽ sợ là cái tầm quan trọng của cái gì đó này hoặc là chưa sẽ cũng là cái tính quan trọng vậy thì ở đây á nó sẽ dùng để thể hiện nghĩa là mình nêu lên nêu lên cái tính quan trọng cái sự cần thiết cái tầm quan trọng của một cái gì đó để kêu gọi mọi người cùng hành động cái này thì thường là dùng trong cái trường hợp khi chúng ta hướng đến nhiều đối tượng ví dụ ở đây là ông thị trưởng ấy thì ông ấy đã nêu lên cái tầm quan trọng của hòa bình đối với người dân tức là trong một cái bài diễn thuyết ấy, thì ông ấy đã nêu lên cái tầm quan trọng đó cho người dân người ta hiểu là à hòa bình á, nó quan trọng như thế nào đúng không ạ nêu lên những cái điều đó nhé để kêu gọi mọi người cùng hành động mà thì chúng ta sẽ dùng vữ tài được <laughs> hoặc là ông uh, tổng thống trong của Mỹ chẳng hạn ông ấy đã thực hiện một cái bài diễn thuyết về tôn giáo Hội nghị Liên Hợp Quốc Và trong cái bài diễn thuyết đấy thì ông ấy đã nêu lên cái tầm quan trọng của cái việc là chúng ta phải bảo vệ cái tự do, tôn giáo, tín ngưỡng của mọi người Đó, nêu lên cái tầm quan trọng nhé tay Master Đấy, thì cái trường hợp này chúng ta sẽ dịch là nêu lên Nhưng mà nêu lên là để kêu gọi mọi người cùng hiểu về cái vấn đề đấy Ngoài ra ấy, thì tay nó còn được dùng để thể hiện những cái ý nghĩa như là yêu cầu Yêu cầu ở đây cũng là yêu cầu người ta đưa ra những giải pháp những cái biện pháp gì đó nó mang cái tính chất là cộng đồng rất là lớn ví dụ như là à, yêu cầu cần có một cái đối sách cần có một cái biện pháp đối với cái tình trạng nóng lên của trái đất đúng không ạ đang tài đây là cái trường nghĩa tiếp theo ngoài ra trường nghĩa cuối cùng này với cái trường nghĩa cuối cùng này á, thì chúng ta sẽ dùng với cụm từ là vô điều cứ nhị ướt tài với nghĩa là dùng cái bạo lực đúng không ạ dùng cái nắm đấm, cái bạo lực để giải quyết vấn đề. Đây cũng là một cái trích đoạn trong một cái bản tin. Ông Tổng thống ấy thì ông ấy đã kêu gọi Yobikaketa. Kêu gọi ai ạ? Kêu gọi đối tượng là những cái người tham gia biểu tình phản đối. Kogi demo sang shara ni taishi. Demo là biểu tình á ông ấy kêu gọi những cái đối tượng đấy hãy làm gì này yêu để thể hiện cái sự yêu cầu đúng không ạ sai khiến đúng không ạ kêu gọi đối với đối tượng đấy là hãy này thứ nhất là hãy từ bỏ cái việc là dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. bố điều tay mẹ và yêu cầu thứ hai là yêu cầu họ đồng ý đối thoại với chính phủ đúng không ạ chúng ta có cái cụm từ là kê để cái cụm từ này thì nó dùng để thể hiện cái nghĩa là ví dụ như là chúng ta chấp thuận đối mặt với một cái vấn đề khó khăn và chúng ta cùng giải quyết, cùng nỗ lực giải quyết nó thì ở đây chúng ta sẽ hiểu là à, kêu gọi họ đồng ý chấp thuận là thay vào đối thoại với chính phủ. Cái chỗ này để bổ nghĩa cho cái cặp danh từ là thay vào thì người ta đã thêm cái trợ từ nô no và đối thoại với ai đó thì ở đây có cái trợ từ gì ạ? Hai cái trợ từ to no, phải là một danh từ như vậy là với một cái động từ như thế này thì các bạn có thể thấy là nó được sử dụng với rất nhiều những cái trường nghĩa. Ví dụ như là tố cáo, kiện tụng này, kêu bất bình, bất bãn này, đau bụng này các kiểu đúng không ạ? Rồi nêu lên này, nêu lên tầm quan trọng, tính quan trọng hoặc là yêu cầu, hoặc là tác động đúng không ạ? Tác động đến cảm giác, tác động đến cảm xúc hoặc cái trường hợp cuối cùng này dùng trong cái cụm từ là dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, bōdoku tay uttaeru và các bạn có thể thấy rằng đấy là một trong những cái khó khi mà chúng ta học từ vựng đúng không ạ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học về từ vựng tiếp theo nhé